Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đến sáng ngày hôm nay, khối không khí lạnh cũng đã bao trùm khắp khu vực Bắc Bộ, nên mưa cũng đã giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện tại một vài tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc, nên nhiệt độ cũng có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng vẫn còn khá rét buốt. Không chỉ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc, khối không khí lạnh cũng đã tác động và gây mưa cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Một vài nơi cũng đã xuất hiện lượng mưa vừa đến mưa to. Do có mưa kết hợp cùng với không khí lạnh nên nhiệt độ tại khu vực cũng giảm mạnh, với nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá ngưỡng 20 độ. Còn tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng, nên nhiệt tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trên cả nước. Dự báo từ đêm nay cho đến chiều tối ngày mai, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào nhẹ xuất hiện tại các tỉnh vùng núi và Trung Du. Bên cạnh đó trời còn nhiều mây và có sương mù xuất hiện, nên nhiệt độ vẫn còn duy trì ở mức thấp, với nhiệt độ cao nhất và ban trưa chỉ dao động phổ biến từ 19 đến 22 độ. Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc cũng đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đến khoảng đêm mai thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm mai ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng và ngày 5 tháng 12 cũng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Trong 24 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cũng chỉ còn mưa nhỏ, trời nhiều mây và khá âm u. Nền nhiệt cũng có sự tăng nhẹ nhưng trời còn khá rét ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, với nền nhiệt cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 22 độ. Còn khu vực Trung và Nam Trung Bộ, nền nhiệt có cao hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 đến 32 độ. Tại các tỉnh thành phía Nam, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, trời ít mưa và có nắng cả ngày, khiến cho nền nhiệt cao nhất trong ngày và ban trưa luôn duy trì mức cao, phổ biến từ 29 đến 31 độ tại Tây Nguyên và 31 đến 33 độ tại Nam Bộ. Về tình hình thời tiết trên biển, hiện nay một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Bofa đang hoạt động trên vùng biển phía đông của miền Nam Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km/h, giật cấp 17, cấp 18 và đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Dự báo đến 13 giờ ngày mai thì vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc của đảo Mindanao của Philippines. Ngoài ra thì bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng và ngày 5 tháng 12, thì ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, với nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng Điện Biên Lai Châu là 25 cho đến 28 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 cho đến 17 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 cho đến 21 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 đến 12 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và thấp nhất là từ 14 đến 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 28 độ, phía Nam là từ 27 cho đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19 đến 22 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh, nhiệt độ dao động từ 24 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.